Bố, Ờ. bố cần làm gì để con làm cho? Nếu không có việc gì thì ngồi với vợ cho nó đỡ buồn. Vợ con đang ngủ bố. Thế thì pha ấm trà, ra sân bố con mình nói chuyện. Khải này, con làm rể ở đây cũng được gần 2 năm rồi đấy nhỉ? Chính xác là 1 năm 9 tháng bố ạ. Vợ chồng con vẫn ổn đấy chứ? Lẽ ra chuyện này bố phải hỏi cái Huệ, nhưng nó đang ở trong tình trạng tâm lý không tốt, hỏi nó chỉ buồn hơn thôi. Bố ạ, Huệ đang giận con. Thật ra Huệ ngã là do con sơ suất, nhưng mà con không hề cố ý. Đầu đuôi là thế nào? Thì như bố cũng biết là bọn con đang gom tiền để mua nhà. Hôm rồi con đi đóng tiền thì không may bị cướp. Bị cướp à? Dạ. Bọn con sợ bố lo nên không dám nói. Cũng là chuyện không may thôi. Nhưng bố tin là cái Huệ không bao giờ giận con một cách vô lý như thế cả. Tính nó thế nào bố biết. Dạ, bố nói đúng. Nhưng mà Huệ có buồn, còn con cứ nghĩ đến việc mua nhà là đầu óc rối tung hết cả lên. Con tìm một người hợp tác kinh doanh để mong kiếm lại số tiền đã mất, nhưng mà không biết xoay đâu ra vốn cả. Thế rồi con định mượn hộp nữ trang của bố mẹ cho Huệ, nhưng mà cô ấy không đồng ý. Đấy là kỷ vật của mẹ nó để lại, có chết cũng không bao giờ nó đem cầm đâu. Vâng. Mà tại sao thiếu tiền lại không bảo bố, để cả nhà cùng lo? Là cái xảy này ra cái ung. Là do con quá kém cỏi, không chăm lo được cho vợ con mình. Con không xứng đáng với tình cảm của Huệ. Thôi, để Huệ ở đây mấy ngày, bố chăm sóc nó cho. Chăm sự nhờ bố. Có gì bố động viên Huệ hộ con. Chờ hàng đấy đâu? Rồi. Có việc cứ đi đi. Ở đây nhiều cũng không giải quyết được gì đâu. Dạ vâng, vậy con xin phép, tối con lại sang ạ. Lâu thế? Gom đủ chưa? Còn chắc là Khải muốn vay không? Cần có cơm bị treo thì bốc mồm à? Tiền lãi cắt cổ đấy, 20% đấy nhá. Cha cũng phải vay, biết làm thế nào. Ok, đàn ông quyết đoán thế là tốt. Khải nên nhớ, tôi yêu ái với Khải lắm đấy nhá. Đi đâu đấy? Đi chuộc xe chứ đi đâu? Này, Khải, đợi tôi với. Khải, đi vay tiền thì phải kiểm tra chứ. Tôi lừa Khải đấy. Vớ vẩn. Khải, hôm nay mặt làm sao mà cứ chảy ra thế? Tôi làm gì mắc tội với Khải à? Hả? Không biết là từ sáng đến giờ tôi đi gom tiền có được từng này không? Này, tôi nói cho Khải biết nhá,
phải đến chỗ kia mới đủ gom tiền cho Khải được. Thế thôi mà cũng nhăng gì hết cả lên. Đang đẫu đây. Sao thế? Mất con. Được cái lọ, mất cái chai. Đen tình chắc chắn là đỏ bạc. Phải tin người ta chứ. Đi.